Chân mệnh để tìm tập 389. Cả chặng đường anh nhìn trái ngó phải, anh không biết nơi này có phải là chư thiên vạn vực hay không, mà anh cũng cần tìm nơi nào đó có người để hỏi mới biết được. Không biết vì sao trong lòng Diệp Đại Hào chợt cảm thấy căng thẳng đến lạ kỳ. Nơi này cách đại sở không biết bao xa, một mình nơi đất khách quê người khiến anh cảm thấy vô cùng cô đơn. Sau 3 canh giờ, Diệp Đại Hào mới dừng chân trên một đỉnh núi, đứng đó hít thở. Diệp Đại Hào không ngờ ngự không phi hành ở đây lại tiêu hao nhiều đến thế. Cho dù là một người có hoang cổ thánh thể như anh cũng không trụ nổi. Quan trọng nhất đó là áp lực ở đây lớn hơn đại sở quá nhiều. Ở đại sở một chưởng của anh có thể đâm thấu trời cao, nhưng ở đây một chưởng của anh lại không thể mở ra không gian. Địa điểm thay đổi thì áp lực cũng tăng thêm. Ở đây, Diệp Đại Hào không còn là thánh thể đại thành, anh chỉ là một tu sĩ cảnh giới thiên. Đừng nói là đại đế, chỉ cần một tu sĩ cảnh giới hoàng cũng đủ để có thể giết được chết anh. Thế rồi bất giác Diệp Đại Hào ngồi trên mặt đất, anh điên cuồng nuốt trọn linh lực. Trong cơ thể anh có ám thương, ở trong hố đen không gian cả trăm năm, chịu phản phệ của tiên luân thiên đạo, rồi hết lần này tới lần khác gặp hiểm nguy đã khiến thánh thể của anh hao mòn. Lúc này mặc dù ở cảnh giới thiên, nhưng khả năng chiến đấu của anh không vận nổi 4 phần sức mạnh ở trạng thái đỉnh phong. Cho nên điều mà Diệp Đại Hào cần làm đó là nhanh chóng hồi phục về trạng thái đỉnh phong. Đúng như Đông Hoàng Thái Tâm đã nói, không phải tất cả mọi người đều biết đến sự cống hiến của anh với chư thiên vạn vực. Đây là một thế giới kẻ mặt làm vua, lấy pháp tắc sinh tồn vô cùng khốc liệt. Cho dù anh từng trảm đại đế, nhưng ở đây anh lại chỉ như một con kiến hôi. Muốn sống tiếp thì cần có khả năng ra tự bảo vệ mình. Sau một canh giờ, Diệp Đại Hào lại lần nữa đứng dậy. Anh thầm nghĩ, mình sẽ phải tìm nơi nào đó có người. Chỉ cần tìm thấy vài nơi mà Đông Hoàng Thái Tâm nói, thì mọi chuyện còn lại dễ xử lý hơn. Lúc này, Diệp Đại Hào đi được một lúc rồi lại dừng. Sau khi pháp lực cạn kiệt, anh liền dừng lại hít thở linh lực của đất trời. Đợi tới khi bù đắp lại những tiêu hao, thì lại tiếp tục đứng dậy. Không biết mất bao lâu, Diệp Đại Hào mới dừng chân. Ở phía xa, mây trắng bồng bềnh, sương mù giăng lối bao trùm từng tòa cổ thành sừng sững. Mặc dù cách rất xa, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy có bóng người bay qua bầu trời, đi ra đi vào tòa cổ thành sừng sững đó. Diệp Đại Hào bất giác run rẩy. Cách cả trăm năm rồi, anh mới thấy lại một nơi có người. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng kích động. Anh rất mong mỏi được bước chân vào trong đó. Đợi đến tới khi tới gần thì thần sắc Diệp Đại Hào vô cùng kỳ lạ. Vì anh trông thấy quá nhiều người với hình thái dị thường. Có người hiện lên trong hình hài đầu sư tử, dáng hình người. Có người toàn thân, giác toàn vảy cá. Có người ba đầu sáu tay. Có người bốn tay tám mắt. Khó khăn lắm mới thấy một mỹ nữ mà phía sau lại có thêm một cái đuôi hồ đi. Đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Diệp Đại Hào dừng chân. Anh không dám phô trương mà ẩn đi huyết mạch thánh thể. Cứ thế đứng nhìn trái ngó phải và trông thấy rất nhiều tu sĩ đi qua đi lại. Những người bay qua bầu trời kia như thần quang lướt qua bên người anh. Về cơ bản chẳng ai buồn nhìn tới anh. Chỉ có một mỹ nữ có đôi hồ ly khi bay qua thì liếc mắt nhìn anh một cái. Diệp Đào ho hắn, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhờ có tiên linh nhãn mà anh đã nhìn ra một số manh mối từ những người bay ngang qua. Đó là những người sinh ra trong vô cùng cổ quái. Đa phần đều là loài thú và tu thành hình người. Trong đó cũng không thiếu nửa người nửa thú, huyết mạch đặc biệt. Tuy nhiên, nói tóm lại thì những người bình thường vẫn khá đông, giống như anh vậy. Diệp Đại Hào càng nhìn càng phải tặc lưỡi, nơi này thực sự bất phàm. Đừng thấy người ta trông kỳ lạ mà dèm pha. Bọn họ đều rất mạnh, mới chỉ đứng đó một lúc mà anh đã trông thấy mười mấy loại huyết mạch đặc biệt rồi. Còn tu vi của bọn họ thấp nhất cũng ở tầng thứ 3 cảnh giới thiên. Trong đó còn có một tu sĩ cảnh giới chuẩn hoàng. Đúng là khiến người ta tức chết. Ở đại sở bao nhiêu năm mới xuất hiện một tu sĩ cảnh giới thiên, vậy mà ở đây lại nhiều vô số kể. Không biết vì sao, Diệp Đại Hào đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ. Nếu như lôi tất cả những người ở cảnh giới chuẩn thiên tới đây, thì liệu có dẫn tới thần kiếp ở cảnh giới thiên hay không? Cảnh tượng đó chắc phải hùng tráng lắm. Diệp Đại Hào thu lại suy nghĩ rồi nhìn về nơi xa.
Ở đó có một lão tu sĩ mặc áo bào tím, đạp kiếm bay tới. Rất có phong cách của một bậc tiên nhân, ông ta chắp tay đứng thẳng, chính là một tu sĩ cảnh giới thiên. Thấy vậy, Diệp Đại Hào vội tiến lên trước, anh chắp tay cúi người với tu sĩ mặc áo bào tím, bái kiếm tiền bối, vãn bối rè. Diệp Đại Hào còn chưa nói xong thì lão tu sĩ mặc áo bào tím ngự kiếm kia đã bay tới đây. Thấy Diệp Đại Hào hành lễ, lão tu sĩ cứ thế ngó lơ, căn bản không thèm để ý tới Diệp Đại Hào. Còn cơn gió vù vù kéo tới khi ông ta bay qua đây lại khiến Diệp Đại Hào lăn lộn mất 3 vòng. Diệp Đại Hào đứng vững lại thì cảm thấy vô cùng ái ngại. Anh chỉ muốn hỏi đây là đâu, nhưng lại bị người ta ngó lơ. Đường đường là thánh chủ thiên đình, khi ở đại sở, nào có ai dám ngó lơ anh như vậy bao giờ đâu. Có điều nghĩ thì cũng phải thôi. Ở giới thế tục, lấy thực lực để nói chuyện. Ở thế giới, lấy thực lực để nói chuyện như thế này, thì một tên ở cảnh giới thiên như anh còn chưa phải ở trạng thái đỉnh phong thì ai buồn nhìn tới. Nếu như tu vi ở cảnh giới hoàng thì ai dám ngó lơ anh chứ. Diệp Đại Hào lắc đầu, anh cũng không để ý tới gì nhiều, vì dù sao thực lực của anh rõ ràng là như vậy, khôi phục cũng không được. Diệp Đại Hào chưa rời khỏi đây luôn, anh vẫn cố gắng đứng đó chắp tay cúi người với những tu sĩ bay ngang qua. Thế nhưng dường như bọn họ không có khái niệm thế nào là cảm xúc. Từng tu sĩ bay qua đây mà không một ai để ý tới anh. Thi thoảng có người liếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt còn mang theo sự dè bỉu, coi thường. Trong lúc này còn có một người đàn ông vạm vỡ cầm cây đại đao đầu quỷ, không nói lời nào mà định cho anh một trận. Diệp Đại Hào bất lực, anh quyết định không hỏi nữa mà tới bên dưới cổ thành Udo. Nhìn tên cửa thành Udo có khắc 2 chữ viết hoa này, đó chính là tên của cổ thành. Lúc này Diệp Đại Hào đang thẫn thờ đứng bên dưới tường thành, giống như một tên nhà quê ngẩng đầu nhìn tường thành cổ xưa. Tường thành Udo ít nhất cũng cao 9.000 trượng, so với cửa thành này thì Nam Thiên Môn của Nam Sở chẳng đáng để nhắc đến. Điều khiến anh bất ngờ không phải là ở điểm này, mà vì cái tên Udo được khắc rất to. Vừa rồi anh nhận tính thì cổ thành Udo phải có diện tích gấp mấy lần Đông Nhạc của Nam Sở. Điều này đã vượt qua phạm vi của một cổ thành, căn bản hình như là một vương quốc. Thật là hoành tráng. Diệp Đại Hào hít vào một hơi thật sâu. Độ rộng lớn của Udo cổ thành khiến anh vô cùng kinh ngạc. Cấm chế ở đây cũng khiến anh phải ngỡ ngàng. Trận văn được bố trí ở những nơi kín đáo nên độ phòng thủ cao, tạo cho nơi này có bầu khí không khí tịch diệt. Người xây dựng nên Udo cổ thành có lẽ là bậc đại thần thông, nhất định là bậc thần thông cái thế. Những tu sĩ ra vào Udo, cho dù là cảnh giới thiên, cảnh giới chuẩn hoàng hay cảnh giới hoàng thì đều hết sức nghiêm túc, không một ai dám gây sự ở đây. Giống như thế, bọn họ rất kiêng dè chủ nhân của nơi này vậy. Diệp Đại Hào thu lại ánh mắt, anh nhìn sang hai bên trái phải rồi mới tiến vào cửa thành. Những người canh giữ cổng thành đều mặc chiến giáp, tay cầm chiến mâu, tu vi thấp nhất cũng ở cảnh giới chuẩn thiên đỉnh phong, khiến Diệp Đại Hào nhìn mà phải tặc lưỡi. Đến cả người gác cổng thành thôi mà tu vi đã cao như vậy rồi. Vì đạo hữu này, Diệp Đào dừng chân trước một người gác cổng, anh chắp tay cúi người, tỏ ra rất hiểu chuyện. Có việc gì? Người kia liếc nhìn anh một cái, giọng điệu lãnh đạm. Xin hỏi, đây là đâu? Diệp Đào mỉm cười lên tiếng hỏi. Câu hỏi của anh khiến người gác cổng sững sờ. Tên này bất giác nhìn Diệp Đào từ đầu tới chân, vẻ mặt khó hiểu. Đạo hữu, thấy tên kia sững sờ, Diệp Đào mới hắn giọng hỏi thăm dò. Chu Tước Tinh. Tên gác cổng phản ứng lại. Vậy Chu Tước Tinh có thuộc về chư thiên vạn vực hay không? Diệp Đại Hào vội hỏi lại, hy vọng người này có thể cho mình một câu trả lời chính xác. Đúng vậy. Giọng điệu tên các cổng vẫn lãnh đạm như vậy. Là chư thiên vạn vực, là chư thiên vạn vực rồi. Câu trả lời của hắn khiến Diệp Đại Hào vô cùng kích động. Tin tức này khiến anh hưng phấn hơn bất cứ tin tức nào khác. Cuộc hành trình trong bóng tối cả 100 năm của anh cuối cùng cũng thành công rồi. Ở một bên, tên gác cổng kia thấy Diệp Đại Hào kích động như vậy thì liếc nhìn Diệp Đại Hào từ đầu tới chân, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu. Tên đối diện ăn mặc tả tơi, trông không hề bình thường chút nào, rõ ràng là đang có bệnh. Vậy đạo hữu có biết Côn Luân Hư hay không? Diệp Đại Hào quá mức kích động nên không để ý tới ánh mắt khó hiểu của tên này mà lên tiếng hỏi tiếp. Côn Luân Hư sao? Tên gác cổng kia lại sững người gãi đầu. Đạo hữu không biết sao? Diệp Đại Hào cũng sững người, trong đầu nhớ về lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm. Nếu theo lời bà ta nói thì cái tên Côn Luân Hư ở chư thiên vạn vực
rất nổi tiếng, sao nói ra mà lại khiến người ta thắc mắc như vậy chứ? Vậy Đại La Chư Thiên thì sao? Không biết. Đại Hạ Thần Triều? Không biết. Thần Điện và Cửu Quang Thiên? Không biết. Hay là Đạo Hữu có cần nhớ lại hay không? Chư Thiên Vạn Vực rộng lớn, cổ tên nhiều như vậy, bất cứ cổ tên nào cũng có rất nhiều thế lực, người chỉ nói tên thì ai mà biết được chứ? Tên gác cổng khó chịu, rất nhìn Diệp Đại Hào. Nhưng đó không phải là những thế lực bình thường hay sao? Diệp Đại Hào vẫn hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Vậy người nói xem, những nơi mà người nói cái gì mà thiên, cái gì mà địa, nằm ở cổ tinh nào? Người nói ra thì may ra ta mới biết được. Cái này thì... Diệp Đại Hào ho hắn tỏ vẻ ái ngại. Anh thực sự không biết Chư Thiên Vạn Vực lại có nhiều cổ tinh như vậy. Cũng không biết Côn Luân Hư nằm ở cổ tinh nào. Người tới đây, Diệp Đại Hào chợt cảm thấy tiếc nuối. Lúc đến không hỏi rõ ràng, trải qua bao nhiêu đắng cay mới tìm được Chư Thiên Vạn Vực mà lại không tìm thấy Côn Luân Hư. Hỏi đến mà người ta cũng không biết. Nghĩ rồi, Diệp Đại Hào chợt liếc nhìn tên gác cổng này. Anh đang đoán xem tu vi tên này ở cảnh giới nào mà kiến thức của hắn lại hạn hẹp như vậy. Tìm một kẻ mạnh hỏi xem, như vậy sẽ đáng tin hơn. Diệp Đại Hào xoa cằm thầm nhủ. Phía bên này, tên gác cổng kia thấy Diệp Đại Hào nhìn mình mãi mà cảm thấy không được tự nhiên. Hắn hắng giọng. Người có việc gì không? Không có việc thì mau rời khỏi đây đi. Có chứ, có chứ. Diệp Đại Hào cười xòa, anh lập tức bước vào bên trong U Đô. Đi đâu? Quay lại. Diệp Đại Hào vừa bước chân vào thì giây phút sau đó đã bị tên gác cổng lôi ra. Không đưa tiền ra mà muốn vào đó, ngươi nằm mơ à? Ờ, ta quên, suýt quên mất. Diệp Đại Hào cười trừ, bao nhiêu tiền thế? Không nhiều, 1 đồng là được. Tên gác cổng giơ một ngón tay lên. Được thôi. Diệp Đại Hào cho tay vào ngực áo, anh lục tìm một lúc rồi lấy ra một viên linh thạch. Đó chính là viên linh thạch anh vừa ngưng tụ ra. Vả lại còn là một viên linh thạch không hề nhỏ, to như viên gạch vậy. Không cần tìm nữa. Diệp Đại Hào nhét viên linh thạch vào tay tên gác cổng, rồi cứ thế bước vào trong cổng thành. Tên khốn kiếp, định chơi ta sao? Phía sau, tên gác cổng lên tiếng mắng chửi. Hắn giơ tay lôi Diệp Đại Hào lại lần thứ hai. Có chuyện gì vậy chứ? Diệp Đại Hào sững sờ nhìn hắn. Cái gì mà có chuyện? Cái gì đây? Tên gác cổng đưa viên linh thạch kia ra, mặt mày tối sầm nhìn Diệp Đại Hào. Linh thạch mà. Linh. Tên gác cổng tức tối. Cút. Vì đạo hữu này, huynh khốn kiếp. Diệp Đại Hào còn chưa nói xong thì tên gác cổng kia lập tức giơ chính mâu lên. Mặt mày tối sầm khiến Diệp Đại Hào sững sờ. Anh thực sự không biết đắc tội với tên này ở điểm nào. Diệp Đại Hào đương nhiên biết điều, không dám lớn lối. Muốn đánh bại tên này là chuyện đơn giản. Nhưng vấn đề là ở nơi này không phải chỉ có một mình hắn gác cổng. Vả lại phía sau hắn còn có U Đô thâm sâu khó dò. Đến cả một tu sĩ cảnh giới chuẩn hoàng còn không dám ngang ngược ở đây, thì anh càng không dám gây chuyện. Mọi chuyện hành sự nên cẩn trọng vẫn hơn. Thấy tên gác cổng nạt nộ, Diệp Đại Hào gãi đầu lùi ra vài trăm trượng. Cho tới bây giờ anh vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Nếu Đông Hoàng Thái Tâm mà thấy cảnh này thì sẽ rất phẫn nộ. Đường đường là một vị hoàng đế thứ 10 của Đại Sở, lập chiến công vì Đại Sở, bảo vệ vạn vực thương sinh, còn trảm cái đại đế mà lại bị một tên gác cổng quèn nạt nộ. Tiểu hữu. Khi Diệp Đại Hào còn đang cảm thấy khó hiểu thì có người dùng đầu ngón tay chọc chọc anh một cái, khiến anh vô thức quay đầu. Xuất hiện trong tầm mắt anh là một lão già gầy như que củi, với bộ răng vàng khè, mái tóc rối như tổ quạt, trông thế nào cũng chỉ hiện lên nét giảo hoạt, không hề có lấy nét tử tế. Có điều mặc dù trong lão già này không được đáng tin cho lắm, nhưng đạo hạnh lại rất cao. Chính là một tu sĩ cảnh giới chuẩn hoàng thực thụ, và lão ta chính là minh chứng cho một đạo lý từ xưa tới nay. Không thể đánh giá con người qua tướng mặt. Có mua bảo bối không? Ta bán rẻ cho. Diệp Đào đang thầm nghĩ thì lão già kia đã xoa xoa tay, nhướng mày lên tiếng. Nói rồi lão ta sánh vạt áo lên. Mắt Diệp Đào chợt sáng lên. Lúc này anh mới nhận ra bên trong cánh tay áo của lão ta có càn khôn, mà càn khôn này còn tự hình thành một thế giới. Bên trong dày đặc sao, giống như bầu trời sao mênh mông, ẩn chứa rất nhiều bảo bối, có pháp khí đan dược, có cổ quyển và trận văn. Diệp Đào càng nhìn càng kinh ngạc, vì bảo bối được giấu trong ống tay áo lão ta thực sự không hề ít, vả lại còn là vật bất phàm. Bảo tháp đó bao nhiêu tiền thế? Diệp Đào thu ánh mắt lại rồi nhìn sang lão già. Không đắt, 300 thôi. Lão già giơ ba ngón tay lên. 300?
Diệp Đại Hào nói với giọng bất ngờ. Chê đắt thì ta có thể bớt một chút, 2,5 năm, không bớt được nữa đâu. Được. Diệp Đại Hào đáp gọn lẹ, tay anh lại lần nữa mò vào trong ngực áo một hồi, rồi lấy ra một viên linh thạch to chừng bằng viên gạch. Đây cũng là viên linh thạch mà anh vừa mới ngưng tụ ra. Đây là gì vậy? Nhìn viên linh thạch trong tay Diệp Đại Hào, lão già kia tỏ vẻ bất ngờ. Linh thạch mà, linh thạch. Lão già nhất định xua tay, lùi về sau một bước rồi nhìn Diệp Đại Hào từ đầu tới chân, vẻ mặt có phần kỳ quái. Nói thật thì sắc mặt Diệp Đại Hào còn kỳ lạ hơn cả lão ta, vì nhìn nét mặt lão ta và nét mặt của tên gác cổng ban nãy y hệt như nhau. Này tiểu tử. Lão già đặt môi một tay lên vai Diệp Đại Hào và nhìn anh với vẻ mặt đầy ý tứ. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải là ngươi vừa từ vùng nào đó tới đây hay không? Cứ coi như là vậy đi. Diệp Đại Hào gật đầu, nét mặt mơ hồ khó hiểu. Vậy thì ta hiểu rồi. Lão già kia vuốt vuốt râu. Ông hiểu cái gì? Nhìn viên đá này chưa? Ông ta sờ tay vào viên đá to bằng bàn tay. Viên đá đó không được vuông vức lắm, nhưng xung quanh lại phát sáng. Và điều khiến Diệp Đại Hào cảm thấy bất ngờ đó là bên trong còn có sức mạnh bản nguyên. Món đồ hay ho ha. Diệp Đại Hào xoa cằm thầm nghĩ. Đương nhiên là đồ hay ho rồi. Lão già chép miệng rồi hà hơi lên hòn đá, sau đó không quên dùng vạt áo lau đi lau lại. Tiền bối còn viên đá thế này nữa không? Có bao nhiêu vạn bối mua hết? Người mua, lấy cái gì để mua chứ? Lấy cái viên đá đểu của người à? Người có biết thứ ta cầm trong tay là tiền của chư thiên vạn vật dùng biết hay không? Tiền sao? Khóe miệng Diệp nào dịch, vẻ mặt bỗng chốc hết sức thú vị. Trong chốc lát, anh như hiểu ra được rất nhiều chuyện. Tiền tệ mà chư thiên vạn vật dùng không phải là linh thạch mà là giống viên đá trong tay lão già kia. Chẳng trách Diệp Đại Hào gãi đầu vô thức nhìn tên gác cổng thành ở cách đó không xa. Chẳng trách mà trước đó tên gác cổng thành lại nổi điên lên cầm linh thạch coi là tiền, thì ai mà chẳng muốn đánh anh cơ chứ. Được rồi, Diệp Đại Hào cho rằng anh có thể dùng linh lực hóa thành linh thạch, đi tới đâu cũng chẳng sợ thiếu thốn. Nhưng hiện giờ xem ra anh rõ ràng chẳng có lấy một xu. Những gì mà anh tưởng tượng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Và sự thực thì anh là một tên nghèo kiết sắt. Đông Hoàng Thái Tâm, câu chuyện cười của bà không buồn cười tí nào. Diệp Đào vô thức gãi đầu nhìn vào hư vô. Biết trước như vậy, anh phải lấy vài chục triệu từ bà ta làm lộ phí mới phải. Đây gọi là nguyên thạch, nhớ lấy. Khi Diệp Đào còn đang xót xa, thì lão già kia đã bước tới, cả chặng đường lẩm bẩm. Đúng là tức chết đi được. Chỉ có thiếu 900 mua nhà mà lại gặp phải một tên khổ rách áo ôm. Nguyên thạch sao? Diệp Đại Hào lẩm bẩm. Bây giờ thì anh hiểu rồi. Trước đó anh đã làm gây ra chuyện nực cười. So với linh thạch thì nguyên thạch đáng quý hơn rất nhiều. Bên trong linh thạch có chứa linh lực, còn bên trong nguyên thạch có chứa bản nguyên của thiên địa. Về xuất phát điểm đã khác nhau cả một trời một vực. Người có chư thiên vạn vực biết chơi lắm đó. Dùng một viên đá quý giá như vậy để làm tiền. Nên biết rằng bản nguyên của thiên địa bên trong mỗi một viên nguyên thạch đủ để có thể giúp một tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên của đại sở tiến vào cảnh giới thiên. Vì tu sĩ cảnh giới chuẩn thiên ở đại sở không thể đột phá tới cảnh giới thiên, cái mà họ thiếu chính là bản nguyên của đất trời. Nực cười là bản nguyên thiên địa của đại sở lại bị thiên huyền môn phong ấn, chỉ để lại một chút và phần còn lại ít ỏi đó cũng chỉ đủ cho một người đột phá tu vi lên đỉnh phong. Diệp Đại Hào đứng thẳng tắp như cây lao dưới u đồ cổ thành, liên tục vò đầu bứt tai. Đường đường là thánh chủ thiên đình, đường đường là hoàng đế thứ 10 của đại sở, giết được cả một đại đế vô song, thế mà đến chư thiên vạn vực lại là một kẻ nghèo rất mồng tơi, không một xu dính túi, thậm chí còn không qua nổi cổng thành. Cũng may đây là chư thiên vạn vực, nếu chuyện này đồn về đại sở thì không biết tu sĩ đại sở sẽ co giật khóe miệng bao nhiêu lần. Diệp Đại Hào bất lực đứng đó nhìn trái ngó phải. U đô cổ thành rất phồn hoa, tu sĩ ra vào đông vô số kể, hơn nữa ai nấy đều vô cùng cường hãn, muôn hình muôn vẻ, hình tướng của ai cũng rất kỳ lạ. Nhưng điều khiến anh đau đầu không phải diện mạo kỳ lạ của họ, mà là chuyện nguyên thạch. Hình như ở đây không phải cứ có tiền là xong chuyện. Tu vi và đạo hạnh của anh quá thấp nên không ai thèm để ý tới anh, chứ đừng nói gì tới việc cho anh mượn tiền. Không đánh anh thì đã là may lắm rồi. Nhìn mãi
Diệp Đại Học lại nhìn thấy lão già giả hoạt với tu vi chuẩn hoàng kia. Khi Diệp Đại Học nhìn lão ta thì thấy lão ta vẫn đang liên quanh dưới tường thành rao bán những món bảo bối của mình khắp nơi, nhưng có vẻ lão ta buôn bán không tốt lắm, mãi chẳng thấy bán được món đồ nào. Thấy vậy, Diệp Đại Học gãi lại lỗ mũi, đánh liều đi tới. Dưới thành U Đô có bao nhiêu tu sĩ mà chẳng ai chịu để ý tới anh, cũng chỉ có lão già thô bỉ này dễ gần, ít nhất lão cũng chịu nói chuyện với anh. Hơn nữa trong lão ta cũng không giống cao thủ. Lão tiền bối, ta mời ông một ly. Diệp Đào tới gần, lấy quỳnh tương ngọc lộ trong túi đựng đồ ra. Lại là tiểu tử nghèo kiết xác nhà ngươi. Lão già liếc nhìn Diệp Đào, nhưng thấy vò rượu trong tay anh thì ho khan một tiếng, nhận lấy rồi một hơi uống cạn. Tiền bối, ta muốn hỏi ông chuyện này. Diệp Đào nói rồi lại đưa thêm một vò quỳnh tương ngọc lộ khác ra. Đã nhận đồ của ngươi thì giúp thôi, hỏi đi. Ông lão thô lỗ vẫn không khách sáo, cầm lấy vò rượu ngon Diệp Đại Hào đưa. Ông biết Côn Luân Hư ở đâu không? Diệp Đại Hào thử hỏi. Không biết. Ông lão lau giọt rượu bên miệng. Thế Đại La Chư Thiên thì sao? Chưa nghe thấy bao giờ. Đại Hạ Hoàng Triều? Chưa nghe. Thần Điện và Cửu Hoang Thiên thì sao? Chưa từng nghe. Không thể nào, ông thử nghĩ kỹ lại xem. Diệp Đại Hào đảo đôi mắt tròn xoe nhìn ông lão. Tiểu tử, chư thiên vạn vực này rất lớn, chỉ riêng tinh vực thôi đã có hơn 10.000, mỗi tinh vực lại có vô số cổ tinh, mà mỗi cổ tinh cũng có rất nhiều thế lực, chẳng hạn như Chu Tức Tinh, nó nằm ở Thiên Nguyên tinh vực. Thiên Nguyên tinh vực chỉ là một tinh vực nhỏ mà đã có hơn vài chục nghìn cổ tinh, ta cũng chỉ biết vài cổ tinh xung quanh thôi, những cổ tinh khác thì ta thực sự không biết. Nhưng một điều có thể khẳng định đó là điện với triều mà ngươi vừa nói không ở mấy cổ tinh xung quanh đây, chắc sẽ ở những cổ tinh khác của Thiên Nguyên tinh vực hoặc ở những tinh vực xa xôi khác. Đúng là nhiều thật đấy. Diệp Đào dây mặt đầu lông mày. Anh biết chư thiên vạn vực rất lớn, nhưng cũng không cần lớn như thế chứ. Bao nhiêu tinh vực, vô số cổ tinh, anh biết đi đâu mà tìm đây? Chắc bà lão ở Chu Tước biết đấy. Khi Diệp Đào còn đang đau đầu thì ông lão xoa cằm nói. Chu Tước sao? Bà lão nào? Diệp Đại Hào hơi thẳng thốt. Nhìn thấy U Đô cổ thành này chưa? Nó là của gia tộc Chu Tước bọn họ. Nghe nói tiền bối của gia tộc Chu Tước từng được Hiên Viên Đại Đế làm phép để truyền lại truyền thừa bất phàm. Nhưng năm tháng trôi qua, gia tộc Chu Tước sa sút nên mới ẩn cư ở Thiên Nguyên tinh vực, mở ra Chu Tước cổ tinh. Mà Chu Tước là do lão tổ gia tộc Chu Tước mở ra, tuy hơn lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp đấy. Lão già giả hoạt nói xong, hai mắt già nua không ngừng đứng đắn, không đứng đắn còn lóe lên cái nhìn không đàng hoàng. Hiên Viên Đại Đế, người được công nhận là đại đế mạnh nhất trong 130 vị đế của Huyền Hoang. Diệp Đại Hào lẩm bẩm, nhớ lại trận chiến với Thiên Ma Đại Đế hôm đó, chính đế kiếm Hiên Viên đã giúp anh giết được đại đế. Từ một khía cạnh nào đó, anh và mặt Hiên Viên cũng coi như từng có kề vai tác chiến. Không biết nói qua mối quan hệ này ra, liệu gia tộc Chu Tước có đón mình vào không? Diệp Đại Hào xoa cằm suy nghĩ. Nhưng nghĩ một hồi, anh lại từ bỏ suy nghĩ này. Anh kề vai sát cánh cùng kiếm Hiên Viên, còn giết một đại đế. Chuyện này nói ra, ai mà tin được chứ? Anh không biết gia tộc Chu Tước có đón mình vào hay không, nhưng bị đánh là điều chắc chắn rồi đó. Như Đông Hoàng Thái Tâm nói, không phải ai cũng biết về sự tồn tại của đại sở, cũng không phải ai cũng biết những điều anh làm cho chư thiên vạn vực. Bà lão đó là tu sĩ chuẩn thánh thực thụ đấy. Khi Diệp Đại Học còn đang suy nghĩ thì lão già lại nói tiếp, hơn nữa còn che khuôn mặt già nua. Thấy ta một lần, đánh ta một lần. Chuẩn thánh sao? Diệp Đại Học thầm giật mình. Như vậy bà ta vượt qua thiên nhân ngũ suy là sẽ lên được thánh nhân. Ồ, ngươi còn biết cả thiên nhân ngũ suy sao? Ta từng nghe tiền bối nhắc tới. Nhưng tiền bối của ngươi chẳng đáng tin chút nào. Lão già cười ngoác miệng ra. Dạy hậu bối kiểu gì không biết, chẳng có tí kiến thức nào, đã cho người ra ngoài không sợ bị đánh chết sao? Đúng là không đáng tin thật. Diệp Đại Hào ho khan, trong lòng thầm nghĩ, nếu Đông Hoàng Thái Tâm nghe được câu này của ông ta, liệu có tung một chưởng đánh chết ông ta luôn không? Tiểu tử, nể tình ngươi mời ta uống rượu, ta sẽ cho ngươi một lời khuyên. Lão già ôm vò rượu lên tiếng. Ở Chu Tước Tinh động đến ai cũng được, nhưng đừng động đến người của nhà Chu Tước. Gia tộc Chu Tước
xưng bá cả Chu Tước Tinh. Động đến bọn họ thì ngươi sẽ chết cực kỳ khó coi đấy. Ta nhìn ra được rồi. Diệp Đại Học cảm thán, lại lần nữa nhìn về U Đô cổ thành rộng lớn. Có thể xây được một cổ thành khổng lồ sánh ngang với Đông Nhạc của Nam Sở như thế này, dùng đầu gối cũng biết gia tộc Chu Tước không dễ động đến. Chuẩn thánh sao? Diệp Đại Học hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm được tin tức của Côn Luân Hư, cả Chu Tước cổ tinh này chắc chỉ có Chu Tước lão tổ đó biết. Kinh nghiệm của chuẩn thánh còn lâu lão già trước mặt này mới có thể sánh được. Có lẽ bà ta thực sự sẽ biết. Nhưng nghĩ một lúc, anh lại trở về vấn đề ban đầu, nguyên thạch. Không có nguyên thạch thì không vào được U Đô. Không vào được U Đô thì không gặp được Chu Tước lão tổ. Không gặp được Chu Tước lão tổ thì không tìm được tin tức về Côn Luân Hư. Nguồn gốc của mọi thứ là không có tiền. Anh định nhờ tên gác cổng chuyển lời hộ, nhưng ai sẽ tin anh chứ? Một cảnh giới thiên như anh chẳng là cái thá gì cả. Bán bỏ bối. Trong lòng Diệp Đại Hào dẫm tính, ở trong hố đen không gian 100 năm, cũng không phải Diệp Đại Hào không kiếm thêm được thứ gì. Có vài thứ cũng thật sự được coi là bảo bối. Nhưng rồi anh lại nhanh chóng từ bỏ ý định này. Đây không phải là Đại Sở, mà là Chư Thiên Vạn Vực, Thiên Nguyên Tinh Vực, Chu Tước Tinh. Ở đây ai cũng như sói, như hổ. Không có bảo bối, họ còn muốn cướp. Biết anh có bảo bối, bọn họ lại càng muốn cướp hơn. Anh vẫn hiểu đạo lý, không để lộ tiền ra ngoài. Còn thiếu 900 nữa, 900 nữa, mẹ kiếp. Đều là bảo bối tốt, sao không ai chịu mua chứ? Diệp Đào còn đang lẩm nhẩm thì lão già bên cạnh cũng lào bầu, vẻ mặt nhăn nhó, rối rắm. Tiền bối, hay là chúng ta thương lượng đi. Diệp Đào ho khan.